Hi, welcome back to the Wheel of Life at Home Retreat. Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với bánh xe luân hồi khóa tu tại nhà. And I'd like to thank Stanley again for translating. Thanks for staying in America and translating. Và tôi muốn cảm ơn Stanley lần nữa vì đã phiên dịch. Cảm ơn bạn vì ở lại Mỹ và phiên và, dịch. And session 21. called Seeing that the Jail is a Jail. Chúng ta đang ở phần 21. Nó được gọi là thấy rằng nhà tù là một nhà tù. and the picture is, is a jail

And the picture you see here is kind of perfect for a jail because it's really depressing in jail. Và hình ảnh các bạn thấy ở đây là gần như hoàn hảo cho một nhà tù bởi vì nó thật sự rất phiền não trong một nhà tù. So when we study the wheel of life in the monastery. Vì vậy, khi chúng tôi nghiên cứu bánh xe luân hồi trong tu viện. We it from a set of books called Chúng tôi nghiên cứu điều đó từ một bộ sách được gọi là Sukul.

And for a computer project the saving the ancient books. Và cho dự án máy tính của chúng tôi lưu trữ những quyển sách cổ. Uh that was actually the first book we ever printed was called Circle. the five books that are extracted from the big books. Đó thực sự là bộ sách đầu tiên chúng tôi từng in được gọi là Sircul so cool. năm quyển sách đó là được trích từ những cuốn sách lớn. And you'll be interested to know that the whole Wheel of Life teaching, as taught in the monastery, and we study it for about months. Các bạn sẽ thích thú biết toàn bộ lời dạy bánh xe luân hồi đó như nó được dạy trong tu viện và chúng tôi nghiên cứu nó khoảng 2 3 tháng. It all comes from one line from Tất cả điều đó đến từ một dòng từ Phật Di Lặc. I should say one verse not one line. Tôi nên nói là một đoạn thơ không phải một dòng. Tôi nghĩ các bạn đã nghe tôi nói dòng này trước đây. it. <laughs> teaches both the lion's <laughs> dance. Nó dạy cả vũ điệu sư tử. And the wheel of life. Và bánh xe luân hồi. And the part that I want to talk about today is the ending part. It says Look 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 me Look look me Và phần mà tôi muốn nói đến ngày hôm nay là phần cuối này. Nó nói So look means One triggers two, two triggers three, three triggers four, etc. Vì thế, look to nghĩa là một kích hoạt hai, hai kích hoạt ba, ba kích hoạt bốn, vân vân. The wife in the kitchen says, I didn't do anything, he yelled at me. So that's link number one người vợ trong nhà bếp nói tôi đã không làm gì cả anh ấy đã la mắng tôi vì vậy đó là nhân duyên số một sau đó cô ấy mắng lại đó là luk tune nghĩa là trật tự bình thường sau đó luk mi tune cái mà đôi khi được gọi là luk jog it means to turn the wheel backwards nó có nghĩa là quay bánh xe ngược lại to shut down the wheel để dừng vòng quay lại. So, you know, you kind of think, oh, it must be, since it says backwards. Các bạn phần nào nghĩ, ô, nó phải như vậy vì nó nói ngược lại. go from 12 to 11 to 10. nó phải đi từ 12 về 11 về 10. Đầu tiên tôi qua đời. Sau đó tôi trở nên già. Rồi tôi được sinh ra. Then nghiệp của tôi trở nên to lớn hơn. Rồi tôi kích hoạt nghiệp. You know, I mean, you could have some strange ideas like that.

to stop the wheel of life by reversing it Nếu các bạn thực hiện một con đường mà sẽ cho phép các bạn dừng bánh xe luân hồi bằng cách đảo ngược nó So what does it mean to reverse the wheel of life to shut down the wheel of life? Vì vậy nó có nghĩa gì để đảo ngược bánh xe luân hồi để dừng bánh xe luân hồi? Uh, ma rikpa pe, ma rikpa du kak. uh if you stop misunderstanding then you stop making karma nếu các bạn dừng sự hiểu sai thì các bạn dừng tạo nghiệp. Hãy mang nó tới nhà bếp. Đó là nơi các bạn nên nhận tất cả các pháp của các bạn. Nếu các bạn không thể mang nó tới nhà bếp nó không phải là pháp. Okay, and what? If it is Dharma you should be able to take it to the kitchen something like that. Và điều gì nữa, nếu nó là Pháp, thì các bạn nên có thể mang nó tới nhà bếp đại loại như vậy. Không có bất cứ điều gì trong 300.000 quyển sách của Đạo Phật mà chúng ta có, mà các bạn không thể tìm thấy trong nhà bếp. Và nếu điều gì đó tốt hoặc xấu đang xảy ra trong nhà bếp, nó phải được mô tả trong những cuốn sách cổ. Because the ancient books were written for the kitchen. Bởi vì những quyển sách cổ đã được viết cho nhà bếp. So marikpa gak marikpa gak means if you if she can stop having misunderstanding about her husband. Nghĩa là nếu cô ấy có thể dừng có hiểu sai về chồng mình. If she says she doesn't say I don't know why you nếu cô ấy không nói, tôi không biết tại sao anh ấy đã làm ăn tôi. À, I know why he yelled at me. Cô ấy nói, à, tôi biết tại sao anh ấy đã làm ăn tôi. I was yelling at my kids last week. Tôi đã làm ăn các con tuần trước. She just reversed the first link. Cô ấy đã vừa mới đảo ngược nhân duyên số 1. She, first she just blocked the first link. Cô ấy đã vừa mới chặn được nhân duyên số 1. If you block that, I didn't do anything. Nếu các bạn chặn rằng tôi đã không làm gì cả. Then automatically, you will not reach the second link

Cuối cùng các bạn sẽ dừng mọi thứ đến thời điểm đang trở nên già đi và chết đi. <laughs> Tất cả đau khổ trong cuộc đời các bạn sẽ được dừng lại. Cũng đừng nghĩ bánh xe luân hồi nghĩa là nếu các bạn thoát ra khỏi bánh xe luân hồi thì các bạn phải chết hay là biến mất trong bánh xe luân hồi ví dụ trong bức tranh Đức Phật ở ngoài vòng luân hồi và ngài ấy đang chỉ vào mặt trăng cái mà đại diện cho niết bàn okay let's go back to the text Dor du na tsenda yen na chuney len le dang yomon dang dung yak tsendo sim de dite Dor du na means let's let's kind of summarize everything Tuna, nghĩa là hãy phần nào tóm tắt mọi thứ. Các bạn có thể lấy tất cả 12 nhân duyên. And just for summary, we can divide them differently than many ways we divided them before. Và chỉ để tóm tắt lại, chúng ta có thể chia chúng khác với nhiều cách chúng ta đã phân chia chúng trước đây. Uh we can divide them into number one, karma Chúng ta có thể chia chúng thành số một, nghiệp. Số hai, những suy nghĩ tiêu cực. Và số ba, đau khổ. Okay, can divide into those three. Được rồi, các bạn có thể phân chia thành ba loại đó. Three of the links are negative emotions. Ba trong số các nhân duyên là những cảm xúc tiêu cực. That's misunderstanding your husband. Đó là sự hiểu sai chồng của các bạn. saying like negative coffee meditation. Are you sorry you your husband no? Sau đó, Sepa chúng ta đang nói giống như thiền cà phê tiêu cực. Có phải các bạn lấy làm tiếc rằng các bạn đã la mắng chồng không? Không. Then is like advanced negative coffee meditation. Sau đó Lenpa thì giống như thiền cà phê tiêu cực tăng thêm. Uh I don't believe there's any connection between yelling at my kids and my husband yelling at me tôi không tin có bất cứ sự liên kết nào giữa việc la mắng các con và việc chồng tôi la mắng tôi vì vậy ba nhân duyên đó là tất cả những suy nghĩ tiêu cực <tư> <tư> nhân duyên số hai và nhân duyên số 10 hai nhân duyên đó là nghiệp nhưng các giai đoạn nghiệp khác nhau yeah, số hai là nghiệp mới tạo yeah, like watermelon. giống như dưa hấu vừa mới trồng yeah. and 10 là... vâng và số 10 là nghiệp chín những hạt giống thì mập mạp và sẵn sàng vâng tốt vì vậy hãy dịch điều đó khi tôi uống cà phê Then he says a strange thing like my den and the other seven they are suffering rồi Ngài ấy nói một điều lạ lùng, và bảy nhân duyên kia, chúng là sự đau khổ. Và bất cứ trích dẫn nào, luôn. ngài Aya Nagarjuna. Và điều này tình cờ là cùng một văn bản về bản chất của nhân duyên, Thuyết Duyên Khởi, mà chúng ta đã biết trước đây. Nó rất ngắn. Nó thì giống như một hoặc hai trang. Uh, so let's follow the Tibetan because there's going to be two, two interesting points here. MONG. Uh, the first one, the eighth one, and, and the nine are negative thoughts. The first one, the eighth one, and nine. You see, he doesn't say ninth, he says the nine. Nagarjuna. Nhân duyên thứ nhất, thứ 8 và 9 là những suy nghĩ tiêu cực. Nhân duyên thứ nhất, thứ 8 và 9, các bạn thấy đấy, ngài ấy không nói thứ 9, ngài ấy nói 9. Tại sao, sao ngài ấy đã không nói thứ 9 và ngài ấy chỉ nói 9 thôi? Bởi vì nó là một bài thơ và ngài ấy đã không có chỗ để đặt chữ thứ. Vì vậy đừng cảm thấy bị bố đối. Các bạn nên nghe PA, pa Okay, so now it's clear. Number one, number number one, number eight, number nine. These three are negative emotions. Bây giờ nó thì rõ ràng nhân duyên số 1, 8, 9 là những Nhi cảm xúc tiêu cực. Pa le yin number two and number 10, these are the two karmas. These two số are, are karmas. và số 10, đây là hai nghiệp, hai nhân duyên này là các nghiệp. Ma dun ni. Now the rest seven, the remaining seven. Bây giờ còn lại bảy, còn lại bảy nhân duyên. Chúng là những đau khổ. Bây giờ tôi luôn thích đi đến văn bản gốc. Bất cứ lúc nào đây là một quy định của nhóm mixed nuts. Bất cứ khi nào có một trích dẫn trong một quyển sách. The rule of our mixed nuts translation team

nếu có một trích dẫn hãy kiểm tra nó và chắc chắn rằng nó là chính xác. Vì vậy tôi đã kiểm tra và rồi tôi đã tự nói với mình rằng nó chính xác. Sau đó tôi đã nhìn thấy có một từ khác biệt. Cách nó được trích dẫn trong Lam Rim. The last line says, means now the last, là dòng cuối cùng nói rằng xác là Juni nghĩa là bây giờ cuối cùng bảy nhân duyên còn lại chúng là sự đau khổ nhưng đó là một chút không thoải mái đúng không ý tôi là những nhân duyên khác phải là đau khổ cũng là toàn bộ bánh xe là đau khổ phiên bản Tangier cổ xưa thật sự của đoạn thơ này It says Hlamadun Yang, not me. Okay, here, look here. Hãy xem ở đây, Hlamadun Which means có nghĩa là the remaining seven are also pain. Bảy nhân duyên còn lại cũng là đau khổ. So, I think anyone who listened to this class so far vì vậy tôi nghĩ bất kỳ ai đã nghe lớp này cho đến bây giờ I can accept that three of those are negative emotions. and Tôi có thể chấp nhận rằng ba trong số đó là những cảm xúc tiêu cực số 1, số 8 và số 9. I can understand that two of them are karma, number and number Tôi có thể hiểu hai trong số chúng đó là nghiệp số 2 và số 10. why he say, and the remaining seven are suffering? Nhưng tại sao ngài ấy nói và bảy nhân duyên còn lại là sự đau khổ? Why does he that? Because aren't first five suffering also? Tại sao ngài ấy nói thế bởi vì năm nhân duyên đầu tiên đó cũng không phải là đau khổ và sao? Và nếu các bạn đã nghĩ thế khi mà các bạn nghe tôi nói về nó lần đầu tiên, các bạn đúng. Bởi vì bài thơ thực tế nói bảy nhân duyên còn lại cũng là sự đau khổ. So I made some my very third grade child like drawings here nên tôi đã vẽ vài bản vẽ như trẻ con lớp 3 ở đây. i put some color around the first, eighth and the ninth links which are negative emotions. Tôi tô màu quanh nhân duyên thứ nhất, thứ 8 và thứ 9 mà là những cảm xúc tiêu cực. Then in the next image. Sau đó trong bức hình tiếp theo. I put some color around and together. Tôi tô màu quanh nhân duyên số 2 và số 10 với nhau. And then in the next image I put uh around và sau đó trong bức hình tiếp theo tôi tô màu quanh các nhân duyên từ 3 đến 7 và 11 đến 12. Bảy nhân duyên and này. Of course, by now you know that these two groups are kind of the same thing. Và dĩ nhiên đến bây giờ các bạn biết rằng hai nhóm này là gần giống nhau. 3, 4, 5, 6, 7 và 11 và 12 Chúng gần như là giống mà. nhau. Tại Thứ sao? Số 3, tâm thức của tôi đi vào mẹ của tôi. Uh, nhân duyên số 4, cơ thể và tâm thức của tôi ở bên trong mẹ của tôi. Nhân duyên số 5, mắt và tai và mũi của tôi vân vân phát triển bên trong mẹ của tôi. Nhân duyên số 6, thế mà contact với thế giới ngoài. Nhân duyên số 6 chúng tạo tương tác với thế giới bên ngoài. Nhân duyên số 7 bởi vì sự tương tác đó tôi có những cảm xúc tốt hoặc những cảm xúc xấu. 3 4 5 6 7. Nhưng chúng giống với 11 và 12. 11 and 12 together are one 11 và 12 cùng với nhau là toàn bộ một đời người. Tôi được sinh ra.

Ngài đã nói điều gì đó rất thú vị. Các bạn có thể nghĩ về dòng đầu tiên của đoạn thơ được chứ? Chỗ Ngài Nagarjuna nói nhân duyên 1, 8, 9 là những cảm xúc tiêu cực. You can think of those as being the process of motivation to do something bad. Các bạn có thể nghĩ về những điều đó như là quá trình của động lực để làm điều gì đó xấu. Then you can Think of the next verse. next line. Các bạn nghĩ về dòng tiếp theo. The next says number and number are karma. Dòng tiếp theo này nói nhân duyên số 2 và số 10 là nghiệp. If you think about it. Nếu các bạn nghĩ về nó. Number and number Số 2 và số 10. These are karma expressed by doing things or saying things. Đây là những nghiệp được thể hiện bằng việc làm những điều gì đó hoặc là nói những điều gì đó. Điều mà nghĩa là nhân duyên điều số một, là nhân duyên số hai. Ngài đã bao hàm nó trong nhóm đầu tiên. Nhóm đầu tiên. Yeah, those three mental afflictions are mental karma. Số hai ngài nói ở đây phải đề cập đến những điều các bạn nói và những điều các bạn làm vì động cơ xấu của các bạn. Which means link number one is link number two. Tại sao số 2 người thợ làm gốm ngài ấy số 2, đã bỏ sót ý nghĩa phải không? Must refer to the things you say and the things you do because of your bad motivation. Bởi vì điều đó đã ở trong sự hiểu sai rồi. Đó là nghiệp của tâm trí. Được rồi. Why in number two the potter did he leave out karma of thinking? Sau đó, trong dòng thứ ba ở đây, điều mà nói về bảy nhân duyên Because thì là sự đau khổ. In the, misunderstanding. That's những nhân duyên này chỉ là những đối tượng mà các bạn trải nghiệm trong cuộc sống rồi, là gì? Uh, six can sumbay, nam long chuyên. Uh, then uh, in the third line here, Nếu các bạn which Nếu means says suy the other seven are suffering. Về 12 nhân duyên này, làm cách nào chúng xảy ra theo thứ tự và, và làm cách nào là cách các bạn dừng lại chúng. thì độ. thực sự các bạn đang tự động thực hiện một bài thiền về nỗi đau khổ của con người. How they happen in order and how you shut them down một cách tự động sẽ có một sự thay đổi trong trái tim các bạn. Các bạn sẽ bắt đầu hiểu rằng, ôi trời ơi, tôi giống như một tù nhân trong vòng luân hồi này. Thế giới này là một nhà tù. Cuộc sống của tôi là một nhà tù. cả cuộc đời của tôi, tôi đã ở bên trong một nhà tù start to understand và tôi, tôi bị kết án oh án God, trong nhà tù này. I'm like a prisoner in this Cách duy nhất tôi thoát khỏi nhà tù này là chết đi. This world is a prison. Và nó không phải là phép ẩn dụ, nó là thật. My life is a prison. Cho dù các bạn giàu có đến đâu, cho dù các bạn trẻ đến đâu, And nó không quan trọng. Các bạn các vẫn bị giam trong I nhà tù, tù của cái chết được chứ? <laughs> <laughs> And it's not a metaphor, it's real. No matter how wealthy you are, no matter how young you are, <laughs> các bạn sẽ điên để nghĩ rằng tất cả mọi người trước các bạn matter, đã chết nhưng các bạn sẽ không chết. You are still locked in the jail of death, okay? Then sau đó nếu ai đó đã nói với các bạn, các bạn nên hey, đấy có một cách khá dễ dàng để dừng vấn đề này. Vậy thì tôi nghĩ các bạn sẽ phải điên lên ít nhất là không phải lắng nghe họ. Then someone told you, you know, there's a pretty easy way chỉ là ý tưởng cuộc sống của tôi giống như một nhà tù cho dù điều gì xảy ra tốt hay xấu tôi sẽ mất hết tất cả thậm cả chí cuộc sống của tôi cuối cùng các bạn có ý tưởng này ô có lẽ có một cách tôi có thể thoát ra ý tôi là tôi không muốn chết nhưng tôi muốn thay đổi cuộc sống và làm cho nó giống một thiên đường Tôi muốn làm điều đó. Then if finally you get this idea, oh, maybe there's a way I can get out of. Đó là sự buông đó. bỏ. I would like to change life and make it like a paradise. Trong tiếng Anh, từ sự buông bỏ trước hết tất cả những người phục vụ và những nhà hàng không bao giờ dùng từ ừ, này. Then he says Nguyễn Trung Yên.

Nó có một cảm nhận food, khác và một nghĩa pan, khác. Like Dĩ nhiên tất cả các bạn người đã nghiên cứu những khóa học ACI, <cười> các <cười> bạn <cười> biết đấy, đây <cười> là <cười> con đường đầu tiên <laughs> của ba con đường <laughs> chính. Và rất <laughs> đơn giản <laughs> để giải thích nó, nó chỉ có nghĩa là tôi muốn thoát ra. And of course, all of you who studied ACI courses, you know this is the first of the three principal paths. And it's a very simple, to explain không it, nghĩa, it's just tôi I sẽ I It doesn't mean uh, what it means in the Christian word, renunciation, it doesn't mean that. Trong đạo Phật, nghiêng chung nghĩa là tôi chắc chắn muốn thoát ra khỏi đây. Cuộc sống của các bạn từ giây phút các bạn được sinh ra cho đến giây phút các bạn qua đời. Toàn bộ điều này chính xác là giống như một nhà tù. À, Khi các bạn nói anh chàng này giàu có, các bạn chỉ muốn nói là anh chàng này có nhiều tiền hơn trong phòng giam của anh ấy. Đó là cùng một phòng giam mà tôi đang ở. Hoặc ngôi sao điện ảnh này rất xinh đẹp. Nhưng nó có nghĩa là cô ấy ở cùng nhà tù mà tôi đang ở và cô ấy cũng sẽ mất đi tất cả sắc đẹp của cô ấy. or this movie star is very beautiful. But it just Không means she's bỏ này có nghĩa là một người xuất gia rắt Trong truyền thống lose all her beauty also. So I don't see, tôn giáo bao gồm đạo Phật. this word từ bỏ. meaning uh, grumpy, trong tâm trí của các bạn. Person thì giống như một vị tu sĩ hoặc nữ tu không hạnh phúc. Họ sẽ không ăn những cái bánh đôi vì chúng ngon. Các bạn không nghĩ về ai đó vui vẻ. Nhưng những gì chúng ta đã nói đến ngày hôm nay, nếu các bạn có sự mong quả thật sự, donuts they taste good. Nó kiểu giống như Steve Jobs hoặc điều gì đó. You know, you don't Nó có nghĩa là các bạn rất hào hứng về một ý tưởng mới, đó là tất cả. Nó như tầm nhìn mới. Anh ấy tên là gì? Uh, but, Elon Musk. What we talked about today. Vâng, hãy tạo ra một tàu tên lửa mới. Hãy tạo ra một loại xe hơi It's mới. Sort of like Steve Jobs or something. Và sự buông bỏ nên giống như vậy. Uh, it means you're very excited about a new idea. Vâng, đó là hãy thoát ra khỏi thế giới tệ hại này, hãy tạo ra một thế giới tuyệt vời. It's like a new vision. Vâng, chúng ta có thể. What's that guy's name? Được rồi. Elon Musk. Yeah. It's, ah, yeah, let's make a new rocket ship. And uh, let's make a new kind of car. Được rồi, And nên nó đại uh, loại giống, giống như tôi, tôi không biết like Elon Musk không muốn lái xe trên yeah, một chiếc xe hơi let's, let's mà đang gây ô nhiễm cho toàn bộ, bộ cho toàn bộ hành tinh. <laughs> Anh ấy có giống như một tầm nhìn tích cực hạnh phúc và tuyệt vời. vâng hãy loại bỏ những chiếc xe hơi phiền toái này tất cả mọi người có một chiếc xe Tesla và toàn bộ thế giới sạch sẽ đó là đó là cách mà sự buông bỏ nên nên chảy. Tôi muốn một thế giới tuyệt vời. Tôi không muốn thế giới ngu yeah, xuẩn này. Già đi. Biết nhanh như một con khỉ già. Yeah. Rồi không còn răng rồi chết, các bạn biết đấy. Điều đó không tuyệt vời. Tôi muốn điều gì đó tuyệt vời. Được rồi, vì vậy hãy có cảm nhận <laughs> đó về <laughs> sự buông bỏ. Tôi không biết các bạn có lẽ có thể <laughs> cảm nhận ở đây đang thay đổi. Từ việc giải thích vấn đề. Các bạn có thể cảm nhận kiểu này của nên, Elon Musk. About oh, chúng ta có một giải pháp đang đến. I don't know, you can probably feel. Và hãy đi đến giải pháp trong video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn. From explaining the problem. And you could feel sort of this Elon Musk thing. Oh, we have a solution coming. And let's get on to the solution in the next video. See you then.